199.000 đồng cho 5 quần đùi nam. Giỏ kho giảm đến 45%, sở hữu ngay 5 quần nam cao cấp Sportman với giá sốc chỉ còn 199.000. Năng động và thoải mái, mẫu quần Sportman với thiết kế cải tiến nhất năm 2022. Đường may kỹ, tinh tế sắc sảo, chất vải cao cấp mềm mại thấm hút tốt, không bay, không xù, không nhăn, chỉ y nhiệt cách tân không bong chóc. Khóa hợp kim cao cấp bền bỉ trơn tru, túi quần rộng rãi thoải mái đựng ví điện thoại, cặp chun may 3 kim có dây rút thoải mái điều chỉnh. Quần Sportman với 5 màu sắc nổi bật, màu ghi nhạt, màu đỏ, màu xám, màu đen, màu xanh than, hàng y hình, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Anh em bấm nút mua hàng dưới video để đặt hàng ngay nhé. Sẽ thế nào nếu động cơ của bạn được bảo vệ liên tục với sức mạnh nam châm? Castro Detect với công nghệ Dual Lock bám dính như nam châm và liên kết với nhau hình thành màng dầu mạnh mẽ bảo vệ động cơ. Castro Magnetec bảo vệ liên tục ngay từ khi khởi động.
nay em xin giới thiệu sản phẩm máy xay đa năng Nhật Bản. Máy xay bên em có thể xay được mọi thực phẩm như thịt, cua, cá, rau củ quả. Khác với máy thị trường là máy tích hợp 4 lưỡi dao kép làm bằng titanium. Với lưỡi dao cực kỳ cứng cáp thì anh chị không phải lo lắng về vấn đề nứt mẻ lưỡi dao khi xay các thực phẩm cứng. Ngoài ra, lưỡi dao được thiết kế rời, dễ dàng vệ sinh chi tiết. Dung tích cuối khủng đến 3 lít, được làm hoàn toàn bằng inox 304 bền bỉ, tránh được sự va đập trong khoảng thời gian dài sử dụng. Công suất 300W, động cơ đồng nguyên chất, được xay nhuyễn mọi nguyên liệu, thực phẩm trong một.
Muốn mở cái app này cho Top xem nhá. Này, đây là app PhimHay, là kênh tích lũy đầu tư vừa và nhỏ, uy tín hàng đầu Việt Nam luôn, mà rất dễ sử dụng, phù hợp với túi tiền của bố. Nói thật chứ, đôi khi bố không có tiền có mỗi 50k thôi mà bố có thể tích lũy và đầu tư ở đây đấy. Về độ uy tín ấy mà. Úi giời ơi, yên tâm hơn là đưa tiền cho mẹ con. Đây này, tài sản của bố con mình sẽ được quản lý đầu tư bởi công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt, tách bạch hoàn toàn với tài sản của PhimHay. Tiền của mình sẽ được lưu ký ở ngân hàng BIDV khi thực hiện ủy thác đầu tư này, kiểm toán rõ ràng bởi một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Bảo mật cực cao luôn. Ngoài tích tiền như bình thường, bố dạy Top đầu tư luôn. Cũng là đầu tư với 50k thôi, nhưng mà mình đầu tư vào mấy cái con linh vật này này. Đây nhá, như rùa, voi, sao la, châu. We'll be right back.
Bye.